Chào chị, chị đến đây có việc gì ạ? Chị là Hường ở bên Hội Thuốc Tâm Đức. Đây, chị qua đây chị muốn gặp anh Vinh ở bên công ty FC. Vâng, thế chị chờ một chút nhé, em liên hệ lên. Alo, vâng chào anh Vinh. Có chị Hường ở bên nhà thuốc Tâm Đức đến gặp. À đúng rồi. Chị lên trên này. Cảm ơn em. Đây là bản báo cáo tình hình kinh doanh của nhà thuốc IDC trong vòng 6 tháng vừa qua. Thì mức độ tăng trưởng khá là tốt, đặc biệt là mình phải nói đến là nhà thuốc IDC 12 Nguyễn Thị Duệ Hải Dương khai trương được gần 20 ngày nhưng cái tình hình kinh doanh khá là tốt với doanh số tại cửa hàng đạt là 215 triệu, kèm theo là cái doanh số từ mảng online đạt 150 triệu. Thì tính ra trong vòng 20 ngày mà cái doanh số tại nhà thuốc Hải Dương đấy sẽ đạt là gần 400 triệu. Đó là một con số là rất là đáng kỳ vọng mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vì các cái nhà thuốc xung quanh đấy thì đạt khoảng tầm, theo khảo sát thì đạt từ 70 đến 80 triệu một tháng. Đó. Và ngoài ra thì trong tháng 5 vừa rồi chúng ta có thêm 7 nhà thuốc tại Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội và Nam Định đã đăng ký để tham gia vào hệ thống của nhà thuốc IDC. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu rất là tốt. Và mục tiêu của chúng ta trong vòng năm 2019 sẽ đạt là trên 50 nhà thuốc trên toàn quốc để phục vụ người bệnh ở mọi miền. Chào chị, mời chị ngồi. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là chị Hường, chủ hiệu thuốc Tâm Đức ở Nam Định. Thì có hẹn với chị hôm nay lên để trao đổi về việc là hợp tác tham gia dự án nhà thuốc IDC. Giới thiệu với chị Hường, đây là đội ngũ bác sĩ của IDC. Đây là dược sĩ Đinh Thanh Huyền, dược sĩ Trần Duy Khanh, thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Phương My, bác sĩ Nguyễn Thành Luân, kỹ sư công nghệ thông tin là Đặng Trung Kiên. Xin chào mọi người, mình thì là Hường ở Quầy Thuốc Tâm Đức. Hôm nay cái lý do mình tới đây thực sự là cái cuối năm ngoái và đầu năm nay thì cái doanh thu của cái quầy thuốc của mình nó đã có cái bước giảm sút, cho nên là mình cũng đang muốn là tìm ra những cái giải pháp tối ưu để làm sao mà cái quầy thuốc của mình nó phát triển vượt bậc hơn so với những năm trước, và đặc biệt là cuối năm ngoái và đầu năm nay. Thì mình cũng có xem qua ở trên website của công ty IDC. Thì hôm nay mình có hẹn với Vinh với tất cả mọi người ở đây đến là cùng mang đến cho mình những cái giải pháp tốt nhất để làm sao mà quầy thuốc của mình nó có những cái doanh thu tốt nhất trong những năm sắp tới, đặc biệt là những cái tháng tới này trở đi. Dạ vâng, chị đã dành thời gian đến đây và cũng quan tâm đến cái dự án nhượng quyền thương hiệu của hệ thống nhà thuốc IDC. Thì như chị đã biết thì cái việc tình hình kinh doanh nhà thuốc hiện tại nó cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt như nhà thuốc của chị thì thấy là cái tình hình kinh doanh nó giảm. Cái nguyên nhân giảm do đâu? Bởi vì một phần là do các cái nhà thuốc bây giờ mọc lên rất nhiều. Ngày xưa thì một cái tuyến phố nó chỉ có khoảng tầm 1-2 nhà thuốc thôi, nhưng bây giờ một cái tuyến phố nó có đến là 7-8 nhà thuốc, mà cái lượng dân thì nó chỉ có giới hạn đấy thôi. Nên cái doanh số của mình, doanh thu của mình nó phải chia sẻ cho các nhà thuốc. Và đồng thời các nhà thuốc thì cái thương hiệu nó quá nhỏ lẻ và không có cái sự cạnh tranh riêng và vượt bậc lên. Đồng thời thì gần đây thì các nhà thuốc lớn họ cũng bắt đầu là mở chuỗi và lan rộng ra các ngóc ngách rồi, nên là các nhà thuốc đơn lẻ như nhà thuốc chị cũng như là các nhà thuốc khác ở tại thị trường Việt Nam thì nó đang gặp rất nhiều khó khăn, và doanh thu thì chắc chắn càng ngày nó sẽ càng giảm. Đó thì hệ thống nhà thuốc IDC thì nó đang có cái sự khác biệt, đó là ngoài cái việc là hỗ trợ cho các nhà thuốc về mặt là các bác sĩ đến thăm khám để giúp là thu hút khách hàng tốt hơn. Và đặc biệt nhà thuốc IDC thì đang xây dựng rất nhiều cái, đưa rất nhiều cái công nghệ online 4.0 vào để giúp cho các nhà thuốc mở rộng, xây dựng cái thương hiệu của mình được tốt hơn, đồng thời là đưa được cái lượng khách hàng nó trên toàn quốc về với nhà thuốc của mình tốt hơn. Thì mình cũng rất là mong có sự kỳ vọng rất nhiều từ phía công ty hỗ trợ mình để làm sao mà nó có bước phát triển tốt nhất. Khi cái tình hình kinh doanh của chị tốt rồi, hoặc là chị muốn là phát triển thêm cái nhà thuốc mà thiếu vốn, thì công ty hoàn toàn có thể là hỗ trợ chị về cái vốn. Ví dụ như là cái cửa hàng này của chị đang kinh doanh tốt rồi và chị muốn phát triển thêm một nhà thuốc thứ hai ở tại khu vực đấy. Chị dự kiến mở nhà thuốc này là 600 triệu mà chị mới chỉ có là 300 triệu thôi. Thì hoàn toàn công ty có thể là hỗ trợ chị vốn là 300 triệu để cùng chị có thể mở nhà thuốc đấy để kinh doanh. Đấy là một trong những chương trình là rất là tốt của công ty, giúp cho các cái nhà thuốc trong hệ thống có thể là phát triển hơn cái việc kinh doanh của mình. Rất là mong là nhà thuốc của chị cũng như là hệ thống nhà thuốc IDC có thể kết hợp cùng nhau để đưa nhau vươn xa được hơn, cũng như là phát triển cái doanh thu được tốt hơn, mở rộng cũng như là phục vụ được khách hàng trên toàn quốc được tốt hơn. Vâng,
Đợt vừa rồi thì em có gửi trước cho chị cái hợp đồng, chị cũng xem qua rồi đúng không ạ? Chị có cần điều chỉnh gì nữa không? Thật ra là mình thấy nó khá là hợp lý, cho nên là mình cũng muốn là được hợp tác luôn. Vâng. Để đẩy nhanh cái tiến độ. Đây là cái bản hợp đồng theo cái bản mềm mà hôm nọ em gửi cho chị đấy. Thì chị kiểm tra lại một lần nữa giúp em nhé. Okay. Sau đó thì điền giúp em cái thông tin vào đây. Thì hai bên sẽ tiến hành đến ký kết. À, sang tuần tới thì công ty sẽ về để thẩm định cũng như là setup, nghiên cứu cái thị trường đấy để hỗ trợ cho chị tăng cái khả năng phát triển kinh doanh tốt nhất. Cảm ơn chị đã gia nhập chuỗi hệ thống nhà thuốc IDC. Cảm ơn em. Xin chào anh chị, tôi là Lê Vinh, hiện là tổng giám đốc chuỗi hệ thống nhà thuốc IDC Pharmacy. Nếu anh chị đang kinh doanh nhà thuốc hoặc đang mong muốn khởi nghiệp với nhà thuốc, anh chị đang gặp rất nhiều các vấn đề liên quan đến nhà thuốc của mình, không biết làm thế nào để tăng khả năng cạnh tranh với các nhà thuốc khác trong khu vực, chưa biết làm thế nào để khách hàng luôn nhớ tới nhà thuốc của anh chị, giúp cho nhà thuốc của anh chị vượt qua tình trạng lỗ như hiện tại và tăng trưởng doanh thu vượt bậc mà không cần phải bỏ bất kỳ một đồng vốn nào, thì hãy để lại số điện thoại xuống bên dưới hoặc gọi điện cho hệ thống nhà thuốc của chúng tôi qua số hotline 0938 198 698. Chúng tôi sẽ giúp anh chị giải quyết toàn bộ các vấn đề trên.